góc vườn âm nhạc. Tối nay, cuộc thi hát truyền hình châu Âu Eurovision diễn ra tại thành phố Torino ở Ý. Vòng chung kết quy tụ 25 nước trên tổng số 41 quốc gia dự thi. Năm nay, các nước có triển vọng được nhiều điểm nhất vẫn là Ukraine, Thụy Điển, Anh Quốc. Còn ban nhạc Alvan and Ahes đại diện cho nước Pháp, theo dự đoán chỉ về hạng 10. Góc vườn âm nhạc RFI tuần này được dành để nói về những bản nhạc Pháp tiêu biểu nhân các kỳ thi Eurovision. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Kể từ khi giải Eurovision được thành lập vào năm 1956, nước Pháp đã từng giành lấy ngôi vị quán quân đến 5 lần. Giai đoạn vàng son vẫn là trong hai thập niên 1950-1960. Lần cuối cùng, nước Pháp đứng đầu bảng là vào năm 1977, nhờ vào bài hát L'Oiseau et l'Enfant, Cánh chim và trẻ thơ, qua giọng ca của Marie Myriam. Thế nhưng, kể từ đó trở đi, nước Pháp đã nhiều lần về hạng nhì, để rồi vào giờ phút chót, vẫn để giải nhất vụt khỏi tầm tay. Nhắc lại giai đoạn này, Marie Myriam cho biết, là nhờ vào cánh chim và trẻ thơ mà sự nghiệp của cô đã tồn tại trong vòng 4 thập niên cho tới tận ngày nay. D'abord c'est grâce à elle que je suis là encore, 41 ans après, et puis elle est toujours d'actualité. C'est un message d'amour et de paix. Ngược dòng thời gian trở về năm 1977, bản nhạc L'Oiseau et l'Enfant là sự hội ngộ giữa tác giả Jean-Paul Cara và ca sĩ trẻ tuổi Marie Myriam. Sinh trưởng trong một gia đình gốc Bồ Đào Nha, cô đã theo bố mẹ đến Paris lập nghiệp từ năm 1963. Thời còn trẻ, Marie thường hay phụ giúp cha mẹ một tay và đôi khi cô cũng được hát trong quán ăn gia đình, thường có một dàn nhạc fado chơi vào những ngày cuối tuần. Giọng ca của Marie Myriam tình cờ lọt vào tai của tác giả Jean-Paul Cara, thường hay đến ăn tối ở quán nhạc này. Tuy cả gia đình của Marie Myriam đều không biết ông là ai, nhưng Jean-Paul Cara lại là một nhạc sĩ có tiếng, thường xuyên hoạt động trong nhóm tác giả, chuyên sáng tác ca khúc đi tranh giải Eurovision. Bản nhạc L'Oiseau et l'Enfant, Cánh chim và trẻ thơ là một trường hợp tiêu biểu. Dùng ẩn dụ của cánh én màu xanh để nói lên khát vọng muôn thuở của tuổi thơ được sống trong hòa bình và yêu thương. Cuộc thi hát truyền hình châu Âu trở thành một diễn đàn lý tưởng và Marie Myriam ở tuổi đôi mươi với giọng ca hồn nhiên, đôi môi sáng nụ cười, giúp cho giai điệu chim xanh tung bay vỗ cánh giữa bầu trời an lành thời ấu thơ quang đản. Thành danh từ năm 19 tuổi, Marie Myriam chủ yếu hát nhạc nhẹ, mặc dù cho tới giờ vẫn chưa có bài hát nào có thể sánh bằng kỷ lục số bán của nhạc phẩm L'Oiseau et l'Enfant, nhưng các dự án ghi âm của Marie Myriam vẫn tiếp tục một cách đều đặn. Gần đây cô đã trình làm một tuyển tập kỷ niệm 40 năm sự nghiệp. Bản nhạc này cũng từng được ban nhạc Kids United ghi âm thành một phiên bản mới vào năm 2016. Bateau dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. L'amour c'est toi, l'amour c'est moi. L'oiseau c'est toi, moi comme le monde. Kể từ năm 1977 cho tới nay, có lẽ cũng vì chưa có nghệ sĩ hát tiếng Pháp nào lên thay thế Marie Myriam ở vị trí đầu bảng, cho nên trong hạng mục Eurovision, cô vẫn được xem là giọng ca có uy tín nhất.
Phía Pháp vẫn đề cử nhiều giọng ca đi tranh giải này, trong đó có những tài năng, cho dù không về đầu, nhưng vẫn được giới phê bình đánh giá tích cực. Đó là trường hợp của Barbara Pravi với nhạc phẩm Voila năm 2021, ca sĩ Amir năm 2016, hay là Je n'ai que mon âme, Ta chỉ có linh hồn, của danh ca người Canada Natasha St-Pierre, từng đại diện cho nước Pháp, nhưng kỳ Eurovision tổ chức vào năm 2004. Lời của chính tác giả Jean-Paul Cara, sau khi thắng đầm tại cuộc thi hát truyền hình châu Âu năm 1977, bản nhạc Cánh Chim và Trẻ Thơ đã được bán hơn 6 triệu bản. Nhạc phẩm này cũng đã từng được phóng tác sang nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Anh, tiếng Đức, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Còn trong tiếng Việt, tác giả Lữ Liên từng chuyển thể bài này thành nhạc phẩm Cánh Chim và Trẻ Thơ qua phần trình bày của nữ danh ca Khánh Hà. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Do xâm chiếm Ukraine, nước Nga trước kia thường được xếp hạng cao, nhưng năm nay lại bị loại trừ ra khỏi cuộc thi Eurovision. Cũng có nhiều khả năng nhiều quốc gia châu Âu bỏ phiếu cho Ukraine chủ yếu để bày tỏ sự ủng hộ một dân tộc đang hứng chịu bom đạn. Trong bối cảnh đó, L'Oiseau et l'Enfant tưởng chừng như đã quá xưa, bỗng nhiên lại rất hợp thời. Liệu một giai điệu với chủ đề hòa bình và hy vọng có thắp sáng được Eurovision? Bản nhạc Cánh Chim và Trẻ Thơ đặc biệt có ý nghĩa ở trong đoạn cuối. Bất kể thời gian tham vọng cuồng điên, khổ đau nào sinh ra từ cuộc chiến, chỉ có tình yêu luôn là cõi vô biên, cho tâm hồn trẻ thơ giữ mãi hồn nhiên. Như đứa bé ngước nhìn nắng ngời sáng, nên chi mắt cũng tỏa ánh nhẹ nhàng, tung bay cánh xanh tìm khắp cùng trái đất, cho yêu thương ngày cập bến dịu dàng. Những lúc sớm hôm, tôi thấy thiêu một bóng hồng, đã thiêu ánh trăng, đêm quên nghìn sao sáng. Thiếu ánh sáng sao, tôi vẫn đi trong cõi sâu. Dĩ vãng tôi mau, đêm không sắc màu. Bóng tôi hô sâu, mang chiến tranh vào kiếp người. Thoáng thấy cõi đời.